Các Phật Pháp như mười lực vân vân, và Phật Bồ Đề, đều là Bồ Tát ước tưởng phân biệt, chẳng phải thật, chỉ có Tát Bà Nhã Phật chứng được là thật. Nay Bồ Đề này là Bồ Đề của Bồ Tát, trong tâm ấy hư vọng chưa thật, làm sao cùng Tát Bà Nhã hợp được. Lại nữa, trong kinh này Phật tự nói nhân duyên không hợp, vì sao? Vì Phật tức là Tát Bà Nhã tức là Phật, Bồ Đề tức là Tát Bà Nhã tức là Bồ Đề. Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát hành bát nhã ba la mật, tu tập tương ưng như vậy ấy gọi là cùng bát nhã ba la mật tương ưng. Kinh. Lại nữa, Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát hành bát nhã ba la mật, không tu tập sắc có, không tu tập sắc không. Thọ tưởng, hành, thức cũng như vậy. Không tu tập sắc có thường, không tu tập sắc vô thường. Thọ tưởng, hành, thức cũng như vậy. Không tu tập sắc khổ, không tu tập sắc lạc. Thọ tưởng, hành, thức cũng như vậy. Không tu tập sắc ngã, không tu tập sắc phi ngã. Thọ tưởng, hành thức cũng như vậy. Không tu tập sắc tịch diệt, không tu tập sắc phi tịch diệt. Thọ tưởng, hành thức cũng như vậy. Không tu tập sắc không, không tu tập sắc phi không. Thọ tưởng, hành thức cũng như vậy. Không tu tập sắc hữu tướng, không tu tập sắc vô tướng. Thọ tưởng, hành thức cũng như vậy. Không tu tập sắc hữu tác, không tu tập sắc vô tác. Thọ tưởng, hành, thức cũng như vậy. Bồ Tát Ma Ha Tát ấy khi hành bát nhã ba la mật không khởi niệm rằng, ta hành bát nhã ba la mật, không hành bát nhã ba la mật, phi hành phi chẳng hành bát nhã ba la mật. Xá Lợi Phất, Bồ Tát tu tập tương ưng như vậy ấy gọi là cùng bát nhã ba la mật tương ưng. Luận, nếu Bồ Tát quán năm uẩn chẳng phải có chẳng phải không, nơi ấy cũng không chấp trước, bấy giờ cùng bát nhã ba la mật tương ưng, vì sao? Vì hết thảy thế gian chấp trước hai kiến hoặc có hoặc không. Người thuận dòng sanh tử phần nhiều chấp trước có, người nghịch dòng sanh tử phần nhiều chấp trước không, người ngã kiến nhiều thì chấp trước có, người tà kiến nhiều thì chấp trước không. Lại nữa, người có bốn kiến, thân, biên, tà kiến và giới. Giới thủ, nhiều chấp trước có, người tà kiến nhiều chấp trước không. Người hai độc, tham, sân, nhiều chấp trước có, người vô minh nhiều chấp trước không. Không biết năm uẩn do nhân duyên tập hợp phát sanh trước có, không biết sự tập hợp nên chấp trước không. Vì gần ác trí thức và sách ngoại đạo tà kiến nên đọa vào đoạn diệt, không tin tội phước, người vô kiến thì chấp trước không, các người khác thì chấp trước có. Hoặc có chúng sanh cho hết thảy đều không, tâm chấp trước cái không ấy. Vì chấp trước cái không ấy nên gọi là vô kiến. Hoặc có chúng sanh cho các pháp do sáu căn biết được đều là có, ấy là hữu kiến. Người ái nhiều chấp trước hữu kiến, người kiến nhiều trước vô kiến. Như vậy là chúng sanh chấp trước hữu kiến vô kiến. Hai thứ kiến ấy hư vọng phi thật, phá trung đạo, ví như người đi đường hẹp, một bên nước sâu, một bên lửa lớn, hai bên đều chết. Chấp có chấp không, hai bên đều sai, vì sao? Vì các pháp thật nhất định có thời không nhân duyên. Nếu từ nhân duyên hòa hợp sanh, pháp ấy không tự tánh, nếu không tự tánh tức không. Nếu không có pháp là thật, thời không tội phước, không trói không mở, cũng không có các pháp sai khác. Lại nữa, người hữu kiến cùng người vô kiến trái nhau nên có thị phi nên tranh nhau nên khởi lên các kết xử nên sanh nghiệp nên mở cửa ác đạo. Trong thật tướng không có trái nhau, thị phi đấu tránh. Lại nữa, người chấp có, nếu việc vô thường xảy đến thời sanh ưu não, nếu người chấp không, làm các tội nghiệp, chết đọa địa ngục thọ khổ. Người không chấp có không, không có các tội lỗi như vậy. Nên xả bỏ bệnh chấp ấy thời được thật. Lại nữa, năm uẩn hoặc thường hoặc vô thường, đều không đúng, vì sao? Vì nếu năm uẩn thường, thời không sanh không diệt thời không tội phước thời không quả báo thiện ác, thế gian như niết bàn không hư hoại. Vọng ngữ như vậy, ai tin được? Hiện thấy chết chóc khóc lóc ấy là chúng sanh vô thường, như cỏ cây khô rụng, hoa quả tiêu mòn, ấy là ngoại vật vô thường. Lúc đại kiếp tận, tất cả đều diệt ấy là đại vô thường. Có các nhân duyên như vậy, năm uẩn thường, là không thể có được. Lại nữa, vô thường phá thường, không nên cho vô thường là đúng, vì sao? Vì nếu tướng các pháp vô thường, mỗi niệm tiêu diệt thời sáu căn không thể nhận biết sáu trần, vì sao? Vì nội tâm ngoại trần đều không đứng yên, không thể duyên được, không thể biết được, cũng không tu tập nhân duyên quả báo. Vì nhân duyên nhiều nên quả báo cũng nhiều, việc ấy không thể được. Lại vì hữu thường kiến với vô thường kiến tranh nhau, có các nhân duyên như vậy, năm uẩn vô thường, là không thể có được. Khổ, vui, ngã, phi ngã, hoặc không, hoặc thật, có tướng, không tướng, có làm không làm, nghĩa ấy như các nơi. Nơi ở trước đã nói. Năm uẩn tịch diệt là vì nhân duyên sanh nên không tự tánh, không tự tánh nên tịch diệt nên như niết bàn. Bị ba độc đốt cháy nên không tịch diệt, lửa vô thường đốt nên không tịch diệt, chấp trước tướng thật ba độc nên không tịch diệt, tướng ba độc mỗi phân biệt nên không tịch diệt. Nghĩa này trước chưa nói, cho nên nay trong đây nói. Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát lìa được hai bên như vậy, hành trung đạo và hành bát nhã ba la mật cũng không chấp trước, vì sao? Vì Bồ Tát không thể có được, bát nhã ba la mật cũng không thể có được. Không hành bát nhã ba la mật cũng không chấp trước, vì sao? Vì các người phàm khác không thể như Bồ Tát quán thật tướng các pháp, làm sao sẽ nói rằng ta không hành bát nhã ba la mật. Hành không hành cũng không chấp trước, vì cả hai đều lỗi, ấy gọi là cùng bát nhã ba la mật tương ưng. Kinh, lại nữa, Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát không vì bát nhã ba la mật nên hành bát nhã ba la mật. Không vì thí ba la mật, giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền ba la mật nên hành bát nhã ba la mật. Không vì địa vị bất thối chuyển nên hành bát nhã ba la mật. Không vì thành tựu chúng sanh nên hành bát nhã ba la mật. Không vì tịnh Phật độ nên hành bát nhã ba la mật. Không vì 10 lực 4 không sợ 4 trí vô ngại 18 pháp không chung của Phật nên hành bát nhã ba la mật. Không vì nội không nên hành bát nhã ba la mật. Không vì ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, đệ nhất nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô thỉ không, tán không, tánh không, chư pháp không, tự tướng không, bất khả đắc không, vô pháp không, hữu pháp không, vô pháp hữu pháp không, nên hành bát nhã ba la mật. Không vì như pháp tánh thật tế nên hành bát nhã ba la mật, vì sao? Vì Bồ Tát Ma Ha Tát khi hành bát nhã ba la mật không hoại tướng các pháp. Tu tập tương ưng như vậy ấy gọi là cùng bát nhã ba la mật tương ưng. Luận, hỏi. 6 ba la mật cho đến như, pháp tánh, thật tế, đó là Phật Pháp, Bồ Tát nếu không vì Pháp ấy nên hành bát nhã ba la mật, thời còn có vì Pháp gì có thể hành bát nhã ba la mật. Đáp, như Phật tự nói trong đây, các Pháp không có phá hoại, vì không hoại tướng các Pháp, cũng không phân biệt là bố thí, là san tham, cho đến là ba cõi, là thật tế. Lại nữa, có Bồ Tát đối với thiện Pháp ấy. Thâm tâm buộc đắm, vì buộc đắm nên sanh tội, vì hạng người ấy nên nói 6 ba la mật cho đến thật tế đều không, không có tự tánh, như mộng như huyễn, ông chớ sanh chấp trơn Bồ Tát. Không vì đó mà tu hành. Có vị Bồ Tát tâm không chấp trước gì, hành 6 ba la mật cho đến thật tế. Vì hạng người này nên nói, vì việc đó nên hành bát nhã ba la mật như trong phẩm sau nói. Vì đầy đủ 6 ba la mật cho đến vì giáo hóa chúng sanh, tịnh Phật quốc độ, nên hành bát nhã ba la mật. Kinh, lại nữa, Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát hành bát nhã ba la mật, không vì như ý thần thông nên hành bát nhã ba la mật. Không vì thiên nhĩ, không vì tha tâm trí, không vì túc mạng trí, không vì thiên nhãn, không vì lậu tận thần thông nên hành bát nhã ba la mật, vì cớ sao? Vì Bồ Tát Ma Ha Tát hành bát nhã ba la mật còn không thấy bát nhã ba la mật, huống gì thấy Bồ Tát thần thông. Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát hành như vậy ấy gọi là cùng bát nhã ba la mật tương ưng. Luận, trong tiền ba la mật nói trước đây, đã nói đủ 5 thần thông, sao nay còn nói lại? Đáp, trong kia nói tướng tổng quát không phân biệt tên gọi, trong đây nói tướng riêng. Lại nữa, quả báo của công đức là 5 thần thông, Bồ Tát được 5 thần thông ấy, có thể rộng lợi ích chúng sanh. Lại nữa, tuy có từ bi, bát nhã ba la mật mà không có 5 thần thông, thì như chim không có 2 cánh, không thể bay cao, cũng như người mạnh không có khí giới mà vào trận địch. Như cây không có hoa quả, không có lợi ích, như kênh khô không nước, không thấm ướt gì, vì vậy lại nói 5 thần thông và trong vô lượng Phật Pháp khác nói riêng, không lỗi. Hỏi, nếu như vậy, cớ sao Phật dạy chẳng vì 5 thần thông nên hành bát nhã ba la mật? Đáp, có nhiều Bồ Tát không phương tiện mà được 5 thần thông, sanh tâm cao ngạo khinh các Bồ Tát khác. Vì hạng người này nên nói, vì sao? Vì đối với bát nhã ba la mật là mẹ chư Phật, Bồ Tát còn không chấp trước, huống gì 5 thần thông. Kinh, lại nữa, Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát hành bát nhã ba la mật không khởi niệm rằng. Ta dùng như ý thần thông bay đến phương Đông cúng dường cung kính hằng hà sa chư Phật. Phương Tây, Nam, Bắc, bốn góc trên, dưới cũng như vậy. Lại nữa, Xá Lợi Phất Bồ Tát Ma Ha Tát hành bát nhã ba la mật không khởi niệm rằng. Ta dùng thiên nhĩ nghe mười phương chư Phật nói Pháp. Không khởi niệm rằng. Ta dùng tha tâm trí biết chúng sanh mười phương tâm nghĩ gì. Không khởi niệm rằng. Ta dùng túc mạng thông biết mười phương chúng sanh đời trước làm gì. Không khởi niệm rằng. Ta dùng thiên nhãn thấy mười phương chúng sanh chết đây sanh kia. Ngoặc kép, này Xá Lợi Phất Bồ Tát Ma Ha Tát hành như vậy ấy gọi là cùng bát nhã ba la mật tương ưng, cũng có thể độ vô lượng vô số chúng sanh. Luận trước khi nói tên năm thần thông, nay trong đây nói công dụng của nó.